Sáng nay tại trường Cao đẳng Vĩnh Long, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 đợt 1 năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có 248 học viên là cán bộ đảng viên của 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong 4 ngày từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8, các học viên được bồi dưỡng 9 chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, các nội dung cơ bản trọng tâm về phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Các học viên cũng được bồi dưỡng các nội dung cơ bản của luật quốc phòng, luật an ninh quốc gia, luật an ninh mạng và luật nghĩa vụ quân sự. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, đồng thời hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Từ đó vận dụng kiến thức đã học vào chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.